Thưa quý vị, dù ở thời điểm nào thì đứng giữa tâm drama trên mạng xã hội chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Bởi lẽ ngoài bản thân nhân vật chính thì những người thân thiết xung quanh cũng nhanh chóng lọt vào tầm chú ý của netizen. Bà Nguyễn Phương Hằng, vợ của ông Dũng Lò Vôi và các con cũng không ngoại lệ. Thông tin trên truyền thông cho biết bà Nguyễn Phương Hằng đã trải qua 3 lần kết hôn và có 4 người con là Quang Tiến, Tin, My và Hằng Hữu. Trước khi nữ đại gia khuấy đảo cõi mạng, bốn Rickit khá kín tiếng, thỉnh thoảng mới xuất hiện trên trang cá nhân của mẹ, nên dân tình lại càng thêm phần tò mò về họ. Quang Tiến, 29 tuổi, là con trai của bà Phương Hằng với người chồng gốc Hoa, sinh ra và lớn lên ở Canada. Sau khi chồng mất, bà Hằng thừa hưởng khối tài sản lên đến hàng triệu đô và quyết định đưa con về Việt Nam kinh doanh. Vào đầu tháng 1 năm 2021, bà chủ Đại Nam đã công bố sự việc liên quan đến Quang Tiến trên trang cá nhân. Bà Phương Hằng cho biết con trai đã cá độ bóng đá, vay tiền bạn bè và vay nặng lãi bên ngoài. Dù đau lòng nhưng nữ đại gia không xấu hổ mà sẵn sàng đối mặt, đồng thời chia sẻ để những người phụ huynh giống như mình có thêm can đảm để đối diện. Cụ thể trên Facebook cá nhân, bà Nguyễn Phương Hằng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, CEO của Công ty Cổ phần Đại Nam đã công khai một sự thật đau lòng. Theo lời bà Hằng, con trai của bà đã âm thầm chơi cá độ đá banh, vay tiền bạn bè của mẹ và dính vào xã hội đen. Trong dòng trạng thái trên Facebook, bà Hằng chia sẻ, con trai đang đi làm cho bà ở một công ty xử lý nước thải. Khi biết sự thật về con, bà đã rất sốc. Tôi rất sốc khi viết những dòng này bởi vì với một người mẹ như tôi, không để con thiếu thốn hay thua người ta một điều gì, nếu mà không nói là quá hạnh phúc hơn người. Nhưng cuộc đời thì quá thực sự khó nói, bà Hằng viết. Theo đó, bà đã tìm hiểu và được biết con trai đã bị dẫn dắt bởi một đám cờ bạc cá độ. Khi chơi không có tiền chung thì số tiền đó được nhân lên thành 200% lãi suất mỗi tháng và cứ thế mà nhân lên. Dù rất đau lòng nhưng nữ doanh nhân tuyên bố, nếu ai giao du với con tôi, rủ rê nó cờ bạc, cho vay theo kiểu xã hội đen thì tôi sẽ mời công an vào cuộc. Dù một đồng tôi cũng sẽ không trả. Đến cuối tháng 1 năm 2021, bà Phương Hằng vui mừng thông báo Quang Tiến đã trở lại cuộc sống bình an bên gia đình. Đặc biệt thiếu gia còn có những suy nghĩ tích cực và cảm ơn mẹ vì đã giúp đỡ mình. Hồi đầu tháng 5, bà Phương Hằng và ông Dũng Lò Vôi đã tổ chức đám hỏi cho Quang Tiến. Cô dâu xinh đẹp không ai khác chính là Quế Long, thành viên mới của hội dâu hào môn đình đám trên mạng xã hội. Người con trai thứ hai của bà Phương Hằng tên là Tin, đồng thời cũng là nhân vật kín tiếng nhất trong gia đình. Tính đến thời điểm hiện tại thì thiếu gia này chỉ xuất hiện trên trang cá nhân của mẹ trong dịp sinh nhật bà Hằng vào hồi đầu năm 2021. Chính vì rất kín tiếng nên cậu con trai thứ hai của bà Phương Hằng cũng nhận được về khá nhiều sự tò mò từ phía cộng đồng mạng. Tuy nhiên, thông tin đời tư về nhị thiếu gia của khu du lịch Đại Nam chỉ được hé lộ qua những bức ảnh trên trang cá nhân của bà Phương Hằng. Cũng giống như em gái, anh chàng này có phong cách khá giản dị, không phô trương địa vị qua đồ hiệu hay xe hơi đắt tiền. Nhị thiếu gia nhà bà Phương Hằng cũng thường xuyên xuất hiện trong các buổi tiệc quan trọng của gia đình như đám cưới của anh trai, lễ kỷ niệm. Người con thứ ba của bà chủ Đại Nam là My, nickname là Natalie, cũng ít khi xuất hiện. Ái nữ duy nhất của bà Phương Hằng được mẹ cho đi du học từ khi còn nhỏ, nhưng hiện tại đang ở Việt Nam. Theo chia sẻ của nữ đại gia, Natalie rất ngoan và lễ phép, đồng thời là bản sao của mình từ ngoại hình cho đến tính cách. Bà Phương Hằng còn khẳng định sẽ không đặt bất cứ tiêu chuẩn hay kỳ vọng nào lên con gái và cố gắng hỗ trợ con hết mình để con thực hiện được ước mơ. Trong các dịp trọng đại của gia đình như là sinh nhật mẹ, đám hỏi anh trai, ái nữ Natalie đều góp mặt. Những hình ảnh này cũng được bà Phương Hằng chia sẻ lên trang cá nhân. Sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng cô gái trẻ có phong cách khá giản dị, mộc mạc. Đặc biệt ngoại hình của My giống mẹ như lột. Trong cuộc sống hàng ngày, My được mẹ dạy dỗ bảo ban cực kỳ cẩn thận. Trong dịp sinh nhật con gái vào năm 2020, bà Phương Hằng từng chia sẻ một status dài để nói về tình yêu thương, niềm tự hào của mình dành cho con. Không chỉ vậy, nữ đại gia Đại Nam cũng tiết lộ cách nuôi dạy con của mình, đó là không áp đặt, không áp lực và luôn cố gắng tạo mọi điều kiện tốt nhất để con học tập. Bà Phương Hằng viết, mẹ không đặt bất kỳ tiêu chuẩn nào hay kỳ vọng nào vào con, vào đôi vai bé nhỏ của con. Nhưng mẹ tin con như ông ngoại từng tin mẹ. Mẹ không có điều kiện để học hành như con bây giờ, nhưng mẹ sẽ làm tất cả những gì có thể để chắp cánh cho con của mẹ bay. Trên sóng livestream gắt là như vậy, nhưng không ngờ bà Phương Hằng cũng là một người mẹ dễ xúc động như bao người phụ nữ khác. Khi viết những dòng status gửi đến con, nữ đại gia Đại Nam đã không kìm được xúc động và rơi nước mắt. Hay xuất hiện cùng vợ chồng bà Phương Hằng và được biết đến nhiều nhất là Huỳnh Hằng Hữu, hay có biệt danh là Lucas, con trai út của bà Phương Hằng. Hằng Hữu là con chung duy nhất của bà Hằng và ông Dũng Lò Vôi.
Với sự ảnh hưởng của mẹ gần đây, bé Hữu cũng được dư luận hết sức quan tâm. Cuộc sống của Hằng Hữu có thể gói gọn bằng 5 từ: giàu, từ trong trứng nước. Thiếu gia út nhà họ Huỳnh, năm nay 9 tuổi, thỉnh thoảng xuất hiện trong những lần livestream của mẹ. Đặc biệt, Hằng Hữu còn được ba mẹ trao cho khối tài sản khổng lồ và vị trí chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Đại Nam trong dịp sinh nhật 1 tuổi và trở thành tỷ phú nhỏ tuổi nhất Việt Nam. Trong một bức tâm thư gửi con trai, bà Phương Hằng kể rằng Lucas luôn khiến mình ngạc nhiên vì quá thông minh và tử tế. Mẹ tin con của mẹ sẽ làm nên điều kỳ tích như bà Dũng vậy. Mẹ hãnh diện và tự hào vì con, mẹ yêu con bao nhiêu cũng không đủ bởi con của mẹ đáng yêu đến nhường nào. Bà chủ Đại Nam tự hào về con trai. Được biết, Huỳnh Hằng Hữu đã trở thành tỷ phú nhỏ tuổi nhất Việt Nam khi di chúc của đại gia Dũng Lò Vôi được công bố ngay trong bữa tiệc thôi nôi hoành tráng của cậu bé Huỳnh Hằng Hữu. Cụ thể, vào ngày 21 tháng 9 năm 2013, dư luận xôn xao khi đại gia Dũng Lò Vôi công bố để lại chúc thư nhượng toàn bộ số tài sản cho con trai Huỳnh Hằng Hữu khi đó mới 1 tuổi. Theo đó, kể từ ngày 21 tháng 9 năm 2013 trở đi, cậu bé Huỳnh Hằng Hữu chính thức trở thành chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Đại Nam. Thiếu gia 1 tuổi còn được sở hữu khối tài sản khổng lồ từ cha mẹ của mình để lại là hàng loạt công trình bất động sản như khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến, khu dân cư trung tâm hành chính Dĩ An, khu công nghiệp Sóng Thần 2, khu công nghiệp Sóng Thần 3, có tổng giá trị hàng chục ngàn tỷ đồng. Thực tế, số tài sản này thuộc về một quỹ từ thiện và bé Huỳnh Hằng Hữu có quyền sở hữu đối với tài sản nằm trong quỹ đó, chứ không phải là quyền điều hành công ty Đại Nam. Tuy nhiên, không lâu sau đó, đại gia Dũng Lò Vôi đã đính chính rằng con trai 1 tuổi của mình không phải là chủ tịch Đại Nam như những tuyên bố. Cậu bé này chỉ là chủ sở hữu của một quỹ thiện nguyện. Trong khi bé Hữu chưa đủ 18 tuổi, quỹ này sẽ do một hội đồng giám sát quản lý gồm 12 người, trong đó hai vị trí chủ chốt vẫn do ông Dũng và bà Hằng nắm giữ. Về mối quan hệ với 4 người con, bà Phương Hằng từng bật mí trong buổi livestream vào tối 25 tháng 5. Nữ đại gia chia sẻ, mẹ con rất thân thiết, có group chat riêng. Có gì cũng đều gửi lên đó, đêm xuống phải nói chuyện với nhau vài câu rồi mới đi ngủ. Trên trang cá nhân, trong những lần livestream hay talk show, bà Phương Hằng cũng không ngại nói về con cái. Chẳng hạn khi có người nhận xét chuyện nhiều con, bà Phương Hằng đáp trả đơn giản: con là tài sản mà em, chị giàu ha. Hay trong một talk show từ năm 2018, bà Phương Hằng khẳng định rằng không bao giờ đặt con cái vào trong cuộc hôn nhân của mình, dù là con chung hay con riêng. Nữ đại gia quan niệm: con mình thương, đừng bắt người khác thương. Con mình phải có trách nhiệm, đừng bắt người khác có trách nhiệm. Bà Hằng từng nói rằng vì tuổi thơ khó khăn vất vả, cuộc sống chịu nhiều thiệt thòi so với bạn bè cùng trang lứa. Bởi vậy khi làm ăn được, có của ăn của để, bà luôn cố gắng cho các con có được cuộc sống đầy đủ nhất. Tuy nhiên, bà cũng rất nghiêm khắc khi nuôi dạy các con. Giàu có, nổi tiếng nhưng bà Phương Hằng lại luôn dạy con bằng tình yêu thương và bằng cả sự cứng rắn nghiêm khắc. Nếu con đi sai đường, bà sẽ trị con tới cùng. Quan điểm dạy con của bà Phương Hằng thực sự đã khiến nhiều người khâm phục. Và thông tin này đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu thấy hay, mong quý vị hãy bấm đăng ký kênh và bật biểu tượng hình chuông để ủng hộ Quỳnh Anh tiếp tục ra những video kế tiếp. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.